Mọi người ơi, thì đây là hình ảnh bà cụ mà hôm qua mình đã quay về cái hoàn cảnh của bà cụ mà bán những cái miếng dậm chân đó các bạn. Thì tối hôm nay mình có ghé để mình trao cho bà những cái bánh trung thu. Hiện tại giờ bà cũng đang tắm á, thì mới xong nè. Để mình vô mình nói với bà đó, mặc áo vô mình nói chuyện với bà nha. Mình trao cái bánh cho bà ăn. Chỗ bà thường ngồi bán các bạn là ngang chỗ chợ thực phẩm ở Sa Đéc này nha các bạn. Đó, thì bà thường bán ngay ở chỗ cái cục điện này nè. Thường ban ngày mình thấy bà hay ngồi đây lắm. Và tối á, thì bà sẽ dời qua đây nè để mà bà cất đồ và bà nằm ngủ ở đây nè các bạn. Đó, thì ở phía trước của cái gian hàng Bitit. Đây là gian hàng Bitit nha các bạn. Đây là nằm trên đường Trần Hưng Đạo. Đó, thì bà mượn cái chỗ mái che này nè để mà bà ngồi và nằm ngủ ở đây luôn. Thì mình sẽ tới mình nói chuyện với bà xíu nha. Mình sẽ trao cho bà những hai cái bánh mình mới đi làm về á, mình thấy bà đó mình đi mua. Này bà bán này là những cái món mà bà đang hay là làm sao cho bà? Dạ. Dạ. Dạ con ghé con cho bà hai cái bánh trung thu để bà dùng. Không, cái này thiệt con thấy ba con mua gửi cho bà để bà dùng. Dạ con. Rồi con cũng mua một số cái một số cái bánh cái thảm á. Con sẽ mua nữa. Dạ, con mời bà dùng nha. Dạ thôi con mời bà mà. Mua này không? Dạ mua chứ. Dạ. Tối quá các bạn ơi. Này thưa các bạn, đây là những sản phẩm của bà thường bán đây. Cái này bà bán nhiêu cái vậy? Cái này 2 miếng 25. 2 miếng 25. Ồ. 4 miếng thì 50 nha. 4 miếng 50 ha. Rồi với bà. Cái này bà bán có nhiều loại không? Cái này muốn dài là lấy dài à. Thứ một quá giá. Dạ. Giá này đó. Còn cái đan đan này là sao cho bà? Đây. Hả? Đây là những này. Dạ. Này 20.000 miếng. 20.000 miếng ha. Dạ. Lên. Ồ con thấy nó đẹp quá trời ha. Đẹp rồi lấy lại. Lấy nào lấy. Dạ. Ồ cái này đẹp quá các bạn. Thì cái này là bà đếm của người ta lại bán hả bà? Dạ. Ủa bà quê ở đâu? Quê Lấp Vò. Rồi dạ. Dạ. Thì con sẽ lấy con số. Thì cái con lấy loại nào cũng được chứ bà. Bà thứ mấy vậy? Rồi con lấy hai thứ luôn. Dạ thì nó coi hai cái này mỗi thứ là 20.000 phải không? Cái này hai miếng thì nó 40 rồi. Rồi hai miếng 40 rồi. À, hai miếng này giờ nó lẻ chú cũng có tặng tôi giờ tôi tặng lại cho chú. Dạ rồi con lấy 4 miếng này đi, lấy con thêm 2 miếng nữa đi. Dạ rồi. Dạ loại nào cũng được chân bơi. Rồi rồi thôi con lấy cổ nào cũng được. Rồi vậy là 4 cái này nha. Rồi rồi vậy là còn mấy cái dài đó là làm sao nữa bà? Để con quay để mà ví dụ có ai tới mua đó để mà tới ủng hộ bà nữa nha. Dạ cái này 10.000 miếng. Rồi lấy con 4 miếng là luôn đi. À, mình lấy 4 miếng này luôn. Rồi giờ là 10.000 miếng là cái này là 80.000, 40.000 rồi nè, là 80.000 rồi ha. 100.000 rồi đó chú. Rồi. Lấy rồi để con
Đây, đây này nha. Thích màu nào lấy màu nấy. Bây giờ nè bà, à, hai nè ha. Lấy bốn nè chú nha. Trời. Cái này là 80 con nè. Bà dễ thương quá. Cái này là 100 bà. Dạ. Giờ cái nào nữa? Ờ, 100 nữa, với lại cái này nữa là 120 ha. Ừ, 120 em biết rồi, chú lấy 100. Rồi cái này 4 miếng này là nè ha. À, 4 miếng đó 40.000 nữa. Rồi, 120 với cái này nữa là 160 ha. Dạ. Rồi. Rồi, cho con lấy bốn anh đó, tổng cộng nhiêu đó nha. Dạ. Mà bán cái này lâu chưa? Trời ơi, bán tháng này qua tháng kia hết rồi, kêu cho đem lên nữa, cho gọi điện. Dạ. Rồi, tối bà ngủ ở đây luôn hả? Hả? Tối bà ngủ ở đây luôn hả? Đây luôn, ăn ở đây luôn. Trời ơi. Bà nói bà nhiêu tuổi rồi? Bà 76 rồi. 76 tuổi. Trời ơi, lớn tuổi dữ lắm rồi. Mà... Dạ thôi để đại đó đi. Một hồi con ấy đã cho con bà khỏi vô bọc mất công lắm. Nó nhiều quá bà để vô khó lắm. Trời ơi, công nhận bà dễ thương quá hả? Dạ. À, các bạn thấy bà dễ thương không? Thì bà bán rất vui vẻ. Thì các bạn có đi ngang ở chỗ đường chợ Hưng Đạo á, ở ngang chợ thực phẩm á, thì các bạn hãy ghé mua ủng hộ bà. Đây là những cái sản phẩm bà lấy ở Lấp Giò đó, bà đem qua Sa Đéc bán. Thì các bạn thấy đó. Đó, thì bên kia cũng có những cái sản phẩm thảm dẫm chân này nọ đó, thì bà xin để ở đây không nè. Đó, phía trước là ngay phía trước là chỗ Bitit đó, các bạn hãy tới mua ủng hộ bà nha. Dạ, chú ủng hộ 700.000. Dạ. Chú cho tiền tôi không có lấy. Dạ. Dạ, rồi chú mua lò giùm. Ừ. Lấy cái lọc nó bây giờ. Thôi được rồi, mấy cái nó để hồi con để ở ngoài đi, con để lên xe được mà. Rồi thôi được rồi bà. Dạ. Rồi rồi để vậy được rồi, không sao đâu. Dạ. Rồi dạ con gửi bà 200 nha. Dạ. Dạ thôi khỏi bà ơi. Con mua sao? Mấy trần cáo biếu quá. Dạ, hơn biếu mà. Dạ. Ừ. Em cũng tới em mua ủng hộ bà hả? Bà ơi, tháng này bao nhiêu một cái rồi bà? Cái này hết con. Dạ. Cái này tới 30.000. Dạ, 30. Ừ, mình mới mua xong cũng có bạn này. À, chỉ xe đó cũng dừng lại để mua ủng hộ bà nè các bạn. Vậy được rồi bà ơi, lấy con hai cái này. Cái này bao nhiêu bà? Cái này nó khác. Cái này cái 40.000, cái này may có con chúng mở chúng rồi. Dạ, lấy con hai cái này. Dạ, dạ thôi, con có phải... Thôi, con cho bà đó. Dạ, trời ơi, dưới bánh nó cho bạn mà. em quê ở đâu? Lấy con hai cái này bà ơi. Hả? Dạ, em quê gần đây. Dạ, đây hả? À, thì cũng có vị khách tới để mua ủng hộ bà nữa. Thì mua những cái tấm thảm này nè các bạn. Mưa quại rồi, tấm thảm mà đẹp quá. Dạ. Mưa gió quá cũng khó buôn bán hả bà? Con đưa bà bao nhiêu đây? Dạ. À, con đưa bà 70 đúng rồi bà ơi, 200 không phải là do con đưa. 200 con đưa. Em mua hai đó hả? Dạ. Thôi chúc bà cũng may bán nách nghe, tụi nghiệp bà quá. Giờ này bà còn mà bán đây, tối bà ngủ đây hả bà? Cảm ơn con nghe. Tối bà ngủ đây hả? Ngủ ghế bố. Rồi ngủ bà ngủ. Bà ngủ ghế bố rồi nè. Bà ngủ đây bà bán sáng thêm luôn hả? Bà bán khi nào hết tấm này là bà mới về hả? Hả? Bà bán khi nào mà hết tấm này bà mới về hả? Hết rồi, gỡ trong kia về 1 tháng 100.000. Gỡ trong nhà ba. Rồi hết, bà bán hết rồi này đi. Bà đếm của người ta hết cho bà đếm tiếp vậy đó. Dạ vâng, con chào bà nghe. Rồi, cảm ơn em nhiều nha. Rồi. Chú mà về tới đâu rồi? Dạ con ở Sa Đéc nè bà. Con thấy bà đó.
nên con tới con cho bánh bà sẵn á, con quay cái này nè để cho nhiều người biết đến cái chỗ bà bán á, rồi họ sẽ tới họ mua ủng hộ bà nha. Dạ. Thì các bạn ơi, video mình sẽ tạm dừng đây nha. Thì các bạn thấy video này hay á, hãy chia sẻ thật nhiều để cho nhiều người biết tới để mà để ở đây để ủng hộ bà nha. Bà bán những sản phẩm này nè, thì được đan từ vải, thì mình thấy á, là nó đẹp dữ lắm. Thì cái giá đó là nó hợp túi tiền lắm các bạn. Thì 10-20 rẻ lắm các bạn. Thì các bạn hãy tới nha. Rồi mình xin tạm dừng clip, và mong các bạn thấy video ý nghĩa ha. Các bạn hãy đăng ký kênh mình để mà theo dõi những video tiếp theo của mình nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Dạ con về nha bà. Cảm ơn chú nha chú. Dạ. Bánh là mua ta đem về. Dạ không, cái đó con mua để bà dùng. Nhà con á thì nói chung là mùa trung thu mà thì bánh nhiều lắm bà. Con cũng mời bà dùng với con nha. Dạ, con về nha bà. Dạ dạ. Cảm ơn chú nha chú ơi. Dạ. Dạ. Cảm ơn về bác cũng được 100.000 nữa đó chú. Mua dạ. Ngoài cũng có bác được gì hết. Ồ thấy chưa các bạn, mưa gió quá đâm ra là bà khó bán lắm, mà thêm nữa là mưa bão á thì gió nó tạt dữ lắm, những cái sản phẩm này nói chung là vải nó cũng dễ bị ẩm. Thì hãy mua ủng hộ bà để bà có nguồn tiền để bà trang trải cuộc sống hàng ngày nha. Thì lớn tuổi rồi thì ở cái môi trường mà lạnh lẽo ở ngoài đường rồi nè, thấy tội nghiệp lắm nha các bạn. Đó thì chỉ nằm lên cái bố và có cái miếng cái mền này nè để đắp nè các bạn, và có cái nón để đội trên đầu thôi. Mới nãy mình đi tới á, là bà cũng vừa tắm nè, điểm này còn ướt nè các bạn. Đó, bà mới vừa tắm xong á thì mình mới nói với bà giờ mặc áo đi rồi mình sẽ nói chuyện với bà và mình cho bánh bà đó nha. Đây, đây là đường Trận Đảo nha các bạn. Đây, xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Bye bye.